cái trung tâm cửa sổ và độ rộng cửa sổ. Thì cái độ rộng cửa sổ là nó cần trên, cần dưới của một cái chỉ số đồng đồ cần khảo sát. Thì cái nếu như các cái chỉ số đồng đồ mà đơn vị Husqvarna mà nó nằm ngoài cái giới hạn của cái cửa sổ này sẽ có màu trắng, và có gì có một nhóm đồng đồ ngoài sẽ phía thấp hơn thì sẽ có màu đen, gần dưới thì màu đen, gần trên thì sẽ có màu trắng, còn cái giữa cái vùng quan tâm sẽ có một cái thì một các cái nhóm cái đồng đồ mà mắt thường mình có thể phân biệt được, còn những cái vùng mà ngoài cái giá trị cửa sổ này thì mình sẽ không phân không mình sẽ trắng hoặc đen và mình không phân biệt được là cấu trúc mô nào. Như vậy thì đó là khái niệm về độ rộng của cửa sổ. Và trung tâm cửa sổ là cái chỉ số nằm giữa của cái độ rộng cửa sổ, và mình phải điều chỉnh sao cho phù hợp với cái tổ chức mô mình cần khảo sát. Thì cái này trước đây thì mình có thể là theo một cái mức mà người ta đã định sẵn trên máy mặc định, nhưng với cái mình hiện nay mình ví dụ như các bạn có thể tự chỉnh cái độ rộng và trung tâm cửa sổ theo cái ý mình để có thể mình quan tâm cái vùng mình coi tốt nhất, độ tương phản như vậy. Thì cái cửa sổ mà cả hẹp thì hình ảnh nó có chỗ độ tương phản cao và nó phân biệt được các cái sai biệt rất là nhỏ về đồng đồ, nhưng mà những cấu trúc ngoài giới hạn đó thì chúng ta sẽ không thấy được. Nếu mà mở cửa sổ rộng thì sai biệt nhỏ đồng đồ mình phân biệt được, cho nên tùy theo cái mình cần coi cái cấu trúc nào thì mình cái nhóm cửa sổ nó đã sẽ cho như vậy. Cái này là một lý thuyết chung, còn trên các máy hiện nay nó đã có một số các cái cửa sổ mặc định như là cửa sổ phổi, cửa sổ trung thất, cửa sổ nhu mô, cửa chất xám, chất trắng, cửa sổ vân vân, nó có một cửa sổ nào nó mặc định chung thì có cửa sổ nào, cửa sổ xương, cửa sổ phổi, cửa sổ nhu mô vân vân. Như vậy thì như vậy ví dụ như trường hợp mình đặt một cái cửa sổ hẹp thì chọn cái độ rộng cửa sổ từ âm 20 đến 120 Hertzfeld thì trung tâm cửa sổ đó mất từ 30 đến 50 thì chúng ta phân biệt được các cấu trúc nội soi, chất xám, chất trắng, dịch não tụy và mạch máu. Thì nói chung một cách tổng quát thì chúng ta điều chỉnh độ rộng cửa sổ thì nó là theo cái độ tương phản, tức là chúng ta thấy tương phản sắc khác biệt giữa các mô liên quan tới độ rộng cửa sổ. Chúng ta điều chỉnh trung tâm cửa sổ thì nó sẽ có độ sáng và độ tối của cái hình. Các anh chị hiểu như vậy là hiểu được đơn giản về cái độ rộng và trung tâm cửa sổ. Như vậy đây là một số ví dụ về con số mặc định của một số cái nhóm cửa sổ. Thì hiện nay chúng ta nếu ta coi nào thì cái mức cửa sổ này, trung tâm cửa sổ 40 và độ rộng cửa sổ là 80, ví dụ dưới măng cứng thì như vậy, xương như vậy, chụp mạch máu đột, với đột quỵ thì vì cần phân biệt cái mô nhồi máu có đồng độ thấp, nhiều khi nó rất là khó với cái mô bình thường, cho nên có thể chỉnh một cái độ rộng cửa sổ vào cái trung tâm cửa sổ khác phần mềm. Tuy nhiên hiện nay các bạn nếu sau này các bạn làm CT thì qua hệ thống bằng bắt cũng như là cái các bạn điều chỉnh trên máy, tự động điều chỉnh trên máy thì các bạn sẽ tự động chỉnh cái cửa sổ như thế nào đó cho phù hợp để mình có thể mình xem tốt nhất theo người đọc của mình. Còn tức là khi mình đã thành thạo về thao tác thì mình sẽ tự động mình chỉnh cái cửa sổ phù hợp, còn không thì mình sẽ theo cái cửa sổ mặc định như thế này. Một ví dụ để chúng ta thấy, ví dụ như trường hợp này là đây là cái cửa sổ não hình thứ nhất, thì chúng ta thấy ở đây có cả cái xuất huyết ở trong cả cái khoang dây nhìn và cả cái sản phẩm của máu và cục máu đông. Thì chúng ta thấy thì cái ở đây cửa sổ mô mềm thì chúng ta sẽ thấy được cái máu tù của cái mỡ mô mềm như vậy. Và cái cửa sổ xương thì nó cho phép chúng ta thấy được cái mỡ gãy xương hoặc là các cái mảnh kim khí. Bởi CT như có ai điều khiển cái màn hình của tôi không? Có ai điều khiển?
Các bạn phải cần hiểu được các cái ảnh giả hay gọi là artifact, hay là cái người ta còn gọi là xảo ảnh trên cái CT sọ não. Thì đầu tiên là cái xảo ảnh cử động. Cái xảo ảnh cử động là do bệnh nhân chụp mà không được hợp tác thì có thể lắc đầu vân vân, thì nó sẽ làm cho cái ảnh nó nhòe đi. Cái này thì chúng ta bắt buộc phải chụp lại, chụp lại, chứ không thể nào mà chúng ta chấp nhận một cái hình ảnh mà nó cử động để nó hình ảnh nó nhòe đi được. Cái xảo ảnh thứ hai là cái xảo ảnh về hiệu ứng thể tích bán phần. Cái này tức là vì do một độ dày lát cắt nó mình lớn hơn cái mô mà nó còng chung với cái mô của các cấu trúc khác nhau trên một cái độ dày lát cắt dày hơn, thì nó cho phép còng các cái thể tích của các mô đó lại, thành ra chúng ta sẽ bị nhầm lẫn là cấu trúc này với cấu trúc kia nó chung lên, chung lên gọi là hiệu ứng thể tích bán phần. Thì cái này thì chúng ta thường gặp ở cái vùng sạc giữa cấu trúc, ví dụ vùng trán xương ở sàn sọ trước của vùng trán, thì chúng ta có thể bị chụp cái cấu trúc mô cộng với cấu trúc xương, làm cho chúng ta dễ nhầm lẫn với một cái mô dập não vân vân, ví dụ như trong chấn thương sọ não hoặc là ở hố sau cộng chung giữa mô với xương. Thì đôi lúc như vậy thì cái này khắc phục bằng cách thì chúng ta cắt lạc cắt mỏng hơn và tái tạo lại, thì chúng ta sẽ chứng minh nó là bị chủng lợi cái thể hiệu ở cái ảnh giả này. Tiếp là cái ảnh giả kim loại, thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh nó dày sọc rất là mạnh và nó làm che lấp cái vùng mình quan tâm. Cái sở ứng cứng hóa trùng tia là do cấu trúc xương cành cấu trúc cái mô mô mềm theo một cái chiều, thì chúng ta sẽ có được hình ảnh nó tạo ra. Như ví dụ các anh chị thấy ở đây là sở ứng cứng hóa trùng tia là do cái cấu trúc xương đá hai bên này nó tạo ra một cái đường vạch màu đậm thấp này, đậm độ thấp, và chúng ta dễ nhầm lẫn với cái mô là nhồi máu não vân vân. Cái này thực tế gặp cũng nhiều người đọc sai ở chỗ là nhìn cái này mà đọc thành cái vùng nhồi máu não, vùng tổn thương ở vùng cầu não vân vân. Cái này chúng ta cần phải để ý cái này. Thì nếu như với một số kỹ thuật mà chụp máy hiện đại mà đã là các hiện nay, thì nó có thể khắc phục một cái lá cắt mỏng và chúng ta có thể khắc phục cái ảnh giả này. Đây là ảnh giả là cử động chất lượng hình ảnh không cho phép chúng ta đọc được cái bệnh lý. Đây là những bệnh nhân bị kim loại đó vân vân. Đây là những cái hình ảnh giả. Với cái CT đầu thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần xem xét cái thông tin bệnh nhân, rồi tôi cũng chụp có đúng không, có cản quang hay phản quang, thông tin bệnh nhân, thời gian chụp, ngày chụp, vân vân, có phim trước để so sánh hay không, tuổi bệnh nhân như thế nào, nam nữ vân vân, là thông tin chung. Rồi sau đó chúng ta cần có thể xem các thông tin về lâm sàng, bệnh sử lâm sàng. Thì chúng ta nhìn qua cái hình định vị để coi thử xem có thể có cái nghi ngờ gì bất thường gãy xương hoặc bất thường mà rất là lớn, có thể thấy được định vị thật đó. Thì rồi chúng ta xem luôn cái trục cuộc sống cổ cao cho nó nhìn một cách tổng quát trên cái hình định vị. Sau đó chúng ta nhìn chi tiết thì nó có một cái cách tiếp cận là chúng ta dùng chữ A B B C S, chúng ta theo thứ tự này, thì chữ chúng ta sẽ đọc theo cái thứ tự này. Rồi đó chúng ta xem xét các cái cấu trúc phụ khác như là mắt, xoang, hầu, họng, tai, chỗ nội sọ cổ, mặt, vòm sọ và da đầu. Thường đôi lúc chúng ta đọc phim, chúng ta không có một cái cách định hướng tình từ cho đúng, thì đôi lúc chúng ta dễ bỏ sót những cái cấu trúc nhỏ chi tiết ở này. Đôi lúc chúng ta chỉ quan tâm lớn, chứ khi mình nhìn thấy cái tổn thương ở não lớn hoặc bức mà mình lúc đó cái người đầu óc mình chỉ nghĩ tới cái tổn thương đó và mình quên mất là những cái xem xét. Cho nên luôn luôn nhớ phải tạo cho trong đầu óc của mình một cái thứ từ xem phim, thứ từ xem phim từ cấu trúc nào đến cấu trúc nào lập trình sẵn, tức là trong cái não của mình luôn luôn có cái thứ từ xem phim như thế. Và chúng ta chi tiết từng bước một, thì như vậy chúng ta sẽ tránh sót. Còn nếu không thì ai cũng có thể sót cả, kể cả người đọc lâu năm, nếu không đọc nhanh và không theo một trình tự nào đó, thì chúng ta không checklist, không kiểm tra lại từng cái cấu trúc, thì chúng ta sẽ vẫn sót như thường, kể cả người giỏi vẫn sót như thường. Cái này là một cái kinh nghiệm lâu mình phải để ý cái đó. Đầu tiên cái chữ A mà chúng ta nói là gì, chúng ta xem xét thử có đối xứng cái chụp cái hình ảnh nó có bị trục cắt, có đúng đối xứng hay không. Nhiều khi mình chụp chỉ cần xoay đầu
nó lệch trục, thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình ảnh giữa hai bên nó không cân xứng với nhau, thì chúng ta có thể đọc sai. Bởi như vậy để chụp đúng thì chúng ta nhìn cái đỉnh xương đá hai bên mà nó chụp trên một bục lạc cắt mà thấy được cả đồng thời cả hai cái đỉnh xương đá cùng một lúc, thì như vậy chúng ta sẽ biết là hình ảnh nó chụp đã có cân xứng. Còn khi xoay đầu thì chúng ta bên kỹ thuật hoặc chúng ta có thể chỉnh lại cái trục xoay của đầu để cho nó thẳng lại trên cái hình được, cái hình nó bị xoay nghiêng thì chúng ta vẫn chỉnh được cho thẳng để chúng ta nhìn. Việc B kế tiếp là chúng ta nhìn đến xem xét có máu hay không. Thì máu thì cấp thì nó tăng nồng độ. Hiện nay CT chỉ đánh giá được máu ở giai đoạn cấp, còn máu ở giai đoạn bản cấp và màng tĩnh thì MRI mới phân biệt được máu hay không có máu. Còn chỉ có máu ở CT là chỉ giai đoạn xuất huyết cấp, cho nên tức là nhóm các cục máu đông thì chúng ta sẽ đo nồng độ nó nằm khoảng chừng 50 đến 100 đơn vị Hertzfeld. Thì như vậy máu có nằm ở đâu thì chúng ta phải kiểm tra từ trong nhu mô trước, coi thử có máu ở trong nhu mô hay không, máu ở trong não thất và các cái khoáng dịch não tụy như khoáng dịch não tụy, rồi trong cái rãnh não để tìm coi xuất huyết ở khoáng gì nhện. À, chúng ta cũng cần nhớ có một số trường hợp các cái xoáng tĩnh mạch nó cũng tăng nồng độ do dòng chảy chậm, chúng ta dễ nhầm tưởng với cái cục máu đông ở trong tĩnh mạch. Mà một số chúng ta quan sát từ các cái cục máu đông trong lòng mạch máu thì các huyệt khối tĩnh mạch rồi các cái dấu hiệu mà tắc động mạch não trong đột quỵ, chúng ta có thể nghi ngờ được trường hợp mà nó thấy tăng nồng độ trong các cái mạch máu là chúng ta biết có cục máu đông trong mạch máu. Chữ B kế tiếp là chúng ta là kém nhu mô não, thì chúng ta sẽ có cái khái niệm đầu tiên là tăng nồng độ thì có thể vô gồm có máu, cục máu đông, u, vùng xương, các cấu trúc cảm quan và các sỏi ảnh dị vật kim loại, các dị vật sỏi ảnh dị vật khác, rồi các cái nhóm giảm nồng độ như phù, nhồi máu, khí và u. Thì chúng ta xem xét có cái dư lịch, tức là chúng ta có sự đẩy lệch của đường giữa hay không, thì chúng ta sẽ đo sự đẩy lệch đường giữa để định lượng nó, cái mức độ đẩy lệch cấu trúc. Xem xét các cấu trúc đường giữa như liềm não, tuyến yên, tuyến tùng, xem xét luôn các cái bất thường của đối xứng giữa cái khoang dịch não tụy như có xóa các cái rãnh não hoặc là để chúng ta nghĩ tới cái vấn đề là cái phù não. Có một số trường hợp chúng ta không biết, nó không thấy nó thay đổi về đồng độ rõ rệt, tuy nhiên các cái rãnh nó bị xóa hết, nó dấu hiệu chỉ báo cho một cái bệnh lý nó bị tổn thương dạng phù não lan tỏa và nó rất là nặng, trong chụp bệnh não thiếu oxy vân vân. Chúng ta xem có xóa các cái bể não hay không, và như vậy khi xóa bể cũng giống như bể chân yên, nếu xóa thì nó có là một cái thoát vị não rất nặng nề, nó gây tụt não từ xuống từ trên leo xuống dưới leo vân vân, và chúng ta xem cái hành nhân nó tụt xuống lỗ chậm, đó là những cái dấu hiệu đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Chúng ta xem xét cái sự phân biệt của chất xám chất trắng, thì bình thường là chụp CT đúng thì chúng ta có thể thấy được cái chất có phân biệt được chất xám chất trắng. Một số bệnh lý thì nó làm xóa mờ cái cấu trúc chất xám chất trắng này, đặc biệt trong một số trường hợp đột quỵ sớm mà chúng ta không phát hiện được nó giảm đồng độ hay không thì chúng ta dựa vào cái dấu hiệu phân biệt chất xám chất trắng này. Chữ C kế tiếp thì chúng ta xem xét cái khoang dịch não tụy và chúng ta đánh giá kích thước não thất và rãnh não. Thì cái này các anh chị chưa quen thì các anh chị thấy cái tính tương xứng giữa não thất và rãnh não rất quan trọng. Ví dụ trường hợp mà ở người lớn tuổi thì tuổi già thì theo lão hóa thì nó sẽ não thất nó rộng ra và cái rãnh não nó rộng ra. Nếu có tính tương xứng não thất rộng và rãnh não rộng thì đó là một cái thay đổi sinh lý theo tuổi già. Tuy nhiên nếu có tính bất tương xứng, ví dụ như não thất nó giãn nhiều mà rãnh não thì giãn rộng ít, thì phải nghi ngờ đó là chúng ta thấy đó nó có cái giãn não thất, tức là não ung thư chẳng hạn. Đó, chúng ta xem xét kích thước não thất. Rồi chúng ta xem cái bề não nó có bất thường hay không, có bất đối xứng hay không. Đó là cái kế tiếp. Chữ S chúng ta xem xét các cái xương sọ và cái da đầu. Thì
Vì tại sao chúng ta cũng phải quan tâm cái này? Chúng ta quan tâm cái này bởi vì cái cơ chế chấn thương, ví dụ giả sử một cái chấn thương sọ não nó nằm gây sưng và nứt mô mềm bên một bên phải mà nứt xương của bên phải thì cái máu tụ nằm ngoài măng cứng thì phải nằm ở cùng bên, còn các cái máu tụ dưới măng cứng thì nó có thể nằm cùng bên hoặc ngược bên bên tổn thương trực tiếp đó. Và cái dập não cũng vậy, dập não có thể cùng bên hoặc ngược bên, trong khi máu tụ ngoài măng cứng luôn luôn nằm cùng bên của cái bên bị chấn thương. Như vậy thì cái sáng cơ chế của sáng chấn giúp chúng ta có thể phân biệt được nhóm cái máu tụ ngoài măng cứng hay dưới măng cứng hay dập não vân vân, xuất phát nguyên nhân đó. Đây là cái để nhìn cơ chế, vì chấn thương sọ não nó có tới nhiều cơ chế, trong đó cơ chế thứ nhất là đánh cú đánh trực tiếp vào phía bên này thì có thể tổn thương ở cùng bên và có những tổn thương ngược bên. Cú đánh như vậy của ngược bên thì người ta gọi là cung thực cú, là nó bị ngược bên. Còn một số trường hợp thì nó chấn thương nó không theo cơ chế của cái tổn thương ở mô mềm xung quanh mà nó có cơ chế người ta gọi là cơ chế gia tốc, thì nó sẽ chuyển động từ một cái sọ não chuyển động nhanh đến một cái chuyển động đột ngột, dừng đột ngột, hoặc là như vậy thì nó thay đổi gia tốc đột ngột thì nó sẽ xé rách các cái tổn thương cấu trúc bên sâu bên trong. Chúng ta mô tả khi đọc một cái kết quả thì chúng ta cần mô tả tổn thương nào giảm đậm độ, đông đậm độ và tăng đậm độ. Các anh chị lưu ý cho cái từ này, tại vì ở miền Nam thì chúng ta hay dùng quen từ là dùng theo một chữ đậm độ, trong khi ở các cái khu vực miền Trung và miền Bắc thì người ta dùng tỷ trọng, cho nên cái nào cũng dùng nhau cả. Thì cái này là theo một cái thói quen ở miền Nam để dùng từ đậm độ, và ở miền Bắc, miền Trung thì các anh chị họ ngoài kia họ dùng từ tỷ trọng. Như vậy anh chị biết như vậy thì như vậy tổn thương mà não hoặc là mà có giảm đồng độ hoặc tăng độ so với cấu trúc, chúng ta phải so sánh với cấu trúc kế cận, nhớ như vậy. Và cái tổn thương mô mềm ngoài sọ thì chúng ta phải so với cơ, và tổn thương trong xương thì chúng ta mô tả xương là gì, hoặc đặc xương, sơ xương hoặc thủy xương so với đồng độ vỏ xương bình thường. Như vậy ở CT chúng ta không mô tả là sáng hay tối, như sáng hay mờ hay là sáng thấu quang hoặc mờ sáng như ít quang, mà chúng ta phải mô tả cấu trúc xương này, cấu trúc này là sơ xương, đặc xương hay là hủy xương, tức là tiêu xương, so với cái đậm độ vỏ xương bình thường đó. Cái các bất thường xuất hiện đậm độ nước thì chúng ta sẽ có thể nói cách là chúng ta có thể nói rằng tổn thương có đậm độ bằng dịch não tụy, tương đương dịch não tụy, hoặc tổn thương có đậm độ tương nước, chúng ta có thể dùng như vậy. Tổn thương có đậm độ mỡ như vậy là âm 100 đơn vị Hertzler chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng từ là tổn thương có đậm độ mỡ là đủ, không cần thiết phải đụng đương là đậm độ thấp, bởi vì cái thấp nó nhiều cái thứ thấp chúng ta không có tắt được, thì chúng ta nói thẳng nó bằng mỡ thì chúng ta nói tổn thương thì có đậm độ tương đương mô mỡ là được rồi. Rồi tổn thương tăng quang, khi chúng ta khi tiêm thuốc vào mà chúng ta thấy có sự sai biệt giữa cái trước tiêm và sau tiêm ở mức ngưỡng phải ít nhất là 10 đơn vị chênh lệch 10 đơn vị Hertzler thì chúng ta mới nói là có bắt thuốc, có tăng quang. Hay có một cách nói khác là như là ngấm thuốc tương phản hoặc ngấm thuốc cản quang, tùy cách diễn đạt thế nào cũng giống nhau cả. Bây giờ chúng ta xem xét tới cái nguyên nhân nào nó gây giảm đậm độ trong cái nhu ở não, trong nhu mô não, thì phù là một nguyên nhân, hoại tử cũng là nguyên nhân, myelin nhồi máu và các cái vùng mà nhuyễn não tổn thương cũ và nó tăng sinh thần kinh đệm thì nó cũng đều giảm độ. Như vậy cái giảm độ cũng rất nhiều nguyên nhân và đa phần các tổn thương thì như vậy, thì làm sao chúng ta phân biệt được cái này? Thực sự rất khó. Cái này trên cộng từ nhiều khi còn có thể phân biệt không hết. Cho nên chúng ta nhiều khi cũng đừng quá đặt cái tham vọng đến cái mức độ phân biệt được các cấu trúc này. Chúng ta phải dựa vào nhiều cái yếu tố khác ngoài cái dấu vùng giảm đậm độ, chúng ta phải dựa vào những cái cách tổn thương. Chúng ta lần lượt sẽ học về sau thì chúng ta mới biết được cái này phù hay hoại tử, hủy myelin hay nhồi máu, dựa vào những cái dấu hiệu khác phù thêm bởi dấu hiệu giảm đậm độ. Ví dụ đây chúng ta thấy cũng là một cái giảm đậm độ mà chúng ta có ở vùng trán, một cái tổn thương cũ
hoặc là phù hoặc là một cái tổn thương cũ, nhồi máu cũ ở thái dương ở vùng trọng này, vân vân. Đây là một cái giảm nồng độ do đây do là cái tổn thương ở nhân bèo đối xứng hai bên trong các cái bệnh lý giống như là nó bị ngộ độc CO chẳng hạn. Thì đây chúng ta thấy nó cũng là giảm độ, cho nên chúng ta không thể nhìn cái giảm độ này để biết được cái nguyên nhân chính xác, mà có thể là chúng ta sẽ đặt ra một số các cái nguyên nhân. Ví dụ trường hợp giảm độ này còn có thể vì sao chúng ta biết là cũ, bởi vì nó có teo và nó có kéo các cấu trúc não thất, giảm não thất nó kéo về phía tổn thương, thì chúng ta biết cái này cũ là do nó giảm thể tích xuống. Còn cái này chúng ta thấy có giảm độ nhưng mà nó không giảm thể tích xuống thì chúng ta nghĩ cái này là có thể là phù. Còn cái này giảm độ đối xứng hai bên ở vùng này thì nó liên quan tới các bệnh lý thiếu oxy não hoặc là ngộ độc rối loạn chuyển hóa vân vân. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích là dựa vào nhiều yếu tố. Ví dụ như đây chúng ta thấy một cái nhồi máu não cấp thì có vùng giảm nồng độ rất là nhẹ nhàng ở vùng thủy đạo này à. Rồi ở đây chúng ta thấy một cái tổn thương dập não thì nó có xen lẫn cái vùng máu chảy đi kèm với vùng phù não, thì chúng ta thấy sát cái vỏ não này thì chúng ta gọi là cái này cũng là sau chấn thương, đọc chúng ta đọc mới đọc là dập não. Một cái trường hợp là một cái tổn thương ở cái vùng thủy đạo và vùng trán, như vùng não vỏ não trán hai bên, thì có thể gợi ý nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là viêm não herpes, là viêm não virus do con herpes simplex đó. Ví dụ chúng ta có thể gặp một cái bệnh não thiếu máu thiếu oxy gây tổn thương não đối xứng các cái vỏ não và các nhân sám đối xứng hai bên, ví dụ như vậy. Trường hợp kế tiếp thì chúng ta vừa gặp một cái vùng giảm nồng độ, mà tại sao chúng ta biết cái này là nhồi máu cấp, bởi vì chúng ta thấy ngoài cái giảm nồng độ ra chúng ta thấy cái vùng phân bổ nó đi theo cái cấu trúc phân bổ của cấu trúc nuôi của cái vùng mạch máu được nuôi, như đây trường hợp này là động mạch não giữa. Rồi chúng ta thấy vì sao nó chúng ta biết cấp, bởi vì chúng ta thấy có phù bên trong, vì cái đường giữa nó để lệch bên này, tức là có một cái hiệu ứng tăng thể tích ở bên cái bản cầu bên này đó. Như vậy chúng ta mới đọc được cái nhồi máu não bằng cấp như vậy. Rồi ví dụ như là một cái ở đây một cái nhồi máu ở vùng giáp ranh giữa hai nhánh động mạch não giữa nó trước đó, người ta gọi là nhồi máu vùng giáp ranh, hay tiếng Anh gọi là nhồi máu vùng watershed à. Một cái nhồi máu ở vùng cạnh não thất nó cũng có hiệu ứng à. Rồi chúng ta có một cái nhồi máu nhỏ ở nhân bèo, trường hợp này rất khó bởi vì nó chỉ có cái dấu hiệu, chỉ cần xóa mờ cái cấu trúc giữa bao trong và nhân bèo cấu trúc của bao ngoài nhân bèo này, và chúng ta mới nhìn ra được, chúng ta nghi ngờ là có nhồi máu não. Thì nói chung là vậy, dựa vào nhiều yếu tố như vậy. Ở đây trường hợp này có một số trường hợp nó giảm nồng độ nhưng mà nó lại ở chất trắng chứ không phải là chất xám, nó cũng gặp trong bệnh cảnh thiếu máu thiếu oxy. Rồi đây một cái giảm nồng độ ở vùng cạnh xương chậm hai bên, đây nó lại gặp trong cái bệnh cảnh là hủy myelin. Trong cái bệnh lý này người ta gọi là bệnh lý mà bẩm sinh mà do nó di truyền, mà liên quan tới cái hủy myelin, gọi là của cái hủy myelin và suy tủy thượng thận, là bệnh lý loãng dưỡng chất trắng cũng vậy. Cho nên các bạn khi mới tiếp cận ban đầu, chúng ta đừng có bao giờ là nhìn cái mà đọc ra tên bệnh liền, nó không dễ như vậy. Chúng ta có thể đặt ra một cái mô tả và chúng ta thể đặt ra các cái nhóm bệnh lý mà chúng ta cần hướng tới, chứ không phải chúng ta nhìn vào cái hình này rồi chúng ta lại thấy na ná một cái máy ở trong sách, rồi chúng ta thấy cái hình này rồi chúng ta thấy sách nó ghi tên tên bệnh này, hoặc hình ở đây chúng ta thể ghi tên bệnh này rồi chúng ta đọc tên bệnh này, như vậy là nó không có đúng lắm. Bởi vì có một số trường hợp khác nó cũng có cái hình ảnh tương tự như thế này mà bệnh khác, cho nên chúng ta đừng có quá mơ đến mức hình ảnh chưa đủ đặc hiệu mà chúng ta lại đọc thành tên bệnh, là vì nhìn tưởng là rất là hay nhưng mà thực sự nó không phải hay, bởi vì dễ bị sai lắm. Rồi ví dụ đây một trường hợp khác nó giảm nồng độ bằng cách là nó giảm quanh cái các cái sưng trán sưng chậm, thì ở đây do chúng ta thấy não thất nó giảm thì cái dịch não tụy nó tăng áp lực lên, là thoát ra cái qua qua quanh quanh não thất này à. Rồi cũng có một số trường hợp nó lại chạy quanh não thất này nhưng mà không phải là do nó thoát, mà cái này do một cái thứ chất trắng
theo tuổi của một số trường hợp, một số gọi là thừa chất trắng, tiếng Anh gọi là leukoarthritis. Như vậy chúng ta thấy nhiều trường hợp giảm độ khác nhau để các anh chị thấy rằng tính đa dạng của cái vấn đề giảm độ, và chúng ta phải cần học rất nhiều năm, nhiều tháng mà chúng ta mới biết được các cái nguyên nhân này một cách chính xác được, mà thậm chí cũng phải đưa ra một loạt các cái danh sách để chẩn đoán phân biệt đây là áp xe nào, dù đây là cái bệnh lý hủy myelin trong bệnh lý mà suy giảm miễn dịch do HIV, gọi là bệnh não đa chất trắng đau tiến triển, việc tắc là PML, là cũng có hình ảnh như thế này, dùng nhìn qua nó giống một cái tổn thương cũ, chúng ta cũng dễ đọc được. Rồi một số tổn thương đa ổ mà nằm trong bệnh lý nhiễm trùng, viêm nhiễm như trường hợp đây là toxoplasmo, tức là cho nên các bạn nhìn thấy vậy thì chúng ta chỉ có thể đọc đa ổ nghi ngờ viêm nhiễm thì là đủ, thì chúng ta có thể là tổn thương giảm nồng độ đa ổ này, và thấy cái hình này là trong sách này được ghi là do con toxoplasmo thì chúng ta nghĩ con toxoplasmo là không được, toxoplasmo muốn chẩn đoán được là phải có cộng tư, phải có dấu hiệu đặc hiệu, rồi phải có các cái bệnh sử lâm sàng vân vân đầy đủ như nhiễm HIV vân vân thì chúng ta mới đọc như vậy được, anh chị nhớ như vậy. Tăng nồng độ thì cũng vậy, nó có nhiều nhóm, từ cái cách tăng nồng độ mà cao nhất thì thường là chất khoáng vôi, thì đóng vôi trong nội sọ cũng là cực kỳ phức tạp, nó rất là nhiều nguyên nhân. Rồi tăng nồng độ khác là chúng ta thấy là xuất huyết não, là thì như chúng ta biết là đơn vị Hertzfeld từ 50 đến 100 đơn vị Hertzfeld, rồi cả cái thuộc cảm quang thì nó sẽ có nồng độ nó còn cao hơn cả cái xuất huyết, nó cao hơn cả xuất huyết. Rồi một số các cái u thì chúng ta có u đóng vôi, rồi một số cái u các anh chị thấy nó mức độ tế bào nó rất là cao, nó gây tăng nồng độ, và cái tăng nồng độ này nhìn qua nó giống như cái cục máu, đó là như là cái u lympho hoặc là cái u nguyên tế bào medulloblastoma, hoặc các cái u phôi, rồi cả cái u màng não, là nó vẫn có mức tăng nồng độ này là do cái mức độ tế bào nó cao cho nên nó gây tăng nồng độ, chứ không phải là do xuất huyết, cho nên hình ảnh như qua nhìn qua nó rất là giống, chúng ta cần phải lưu ý chuyện này tại vì cũng dễ như thế. Ví dụ như đóng vôi thì thực sự trong não đóng vôi rất là nhiều, đây là một số ví dụ về đóng vôi, ví dụ như u não này, u này gọi là u tế bào ít nhánh, u thực điểm ít nhánh, rồi u mang ống nội tủy, u sau bào, các cái di căn não, một số loại di căn đóng vôi như ung thư thận, ung thư các cái u chạy tiết chất nhầy đường tiêu hóa, v.v. nói chung là vẫn có di căn đóng vôi, rồi các cái u màng não, các cái dị dạng mạch máu não nó có đóng vôi, rồi các cái nhiễm trùng, rồi ngoài ra các bệnh lý chuyển hóa nó đóng vôi các cái nhân xám, đóng vôi chất trắng, vân vân, thường những cái đóng vôi của các bệnh lý chuyển hóa đó thì nó có tính đối xứng, vân vân, thì nói chung cũng rất là nhiều thứ để chúng ta cần phải học trong cái chuyện đóng vôi này. Đây một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng đây cái tăng nồng độ mà chúng ta không phải là xuất huyết, bởi đây là cái mức độ tế bào cao của cái mô u, trong trường hợp này là lymphoma, thì cái lymphoma này nó mức độ tế bào cao, chúng ta biết nó khác xuất huyết bởi vì cái xuất huyết thường nó phù ít, cái này nó phù rất là rộng và nó có hiệu ứng tròn trổ. Ở đây chúng ta thấy một cái u nguyên tế bào thì nó vẫn còn tăng nồng độ do mức độ tế bào cao, vân vân, để các anh chị thấy. Một số trường hợp tăng nồng độ ở cái theo dẫn đường thì chúng ta có tăng độ theo đường của mạch máu, và chúng ta đọc là cái này là đột tăng khối hoặc là đụng mạch não giữa, thì trường hợp này chúng ta phải đọc trong tình huống đột quỵ mới được, còn khi bệnh nhân không có đột quỵ thì có chừng một số trường hợp nó đóng vôi của cái mạch máu đó là chúng ta thấy nó tăng nồng độ, chúng ta nhầm tưởng với huyết khối, thì cái này cẩn thận, khi đột quỵ thì cái dấu hiệu này mới có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ học cái nào có cái bài đột quỵ về CT thì chúng ta sẽ thấy. Một số trường hợp là do cái nó cố đặc máu, vì bệnh nhân đa hồng cầu hoặc cố đặc máu thì nó gây cái nồng độ hematocrit nó tăng lên, và như vậy cái nồng độ của cái mô nó mạch dòng máu nó bên trong nó tăng lên, và như vậy chúng ta thấy rằng cả cái mạch máu nó tăng nồng độ lên giống như huyết khối vậy. Một số trường hợp vậy, trong trường hợp đây là huyết khối đụng mạch tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch của não thì nó gây một cái phù ở đôi thì hai bên này nhồi máu này. Đó. Ví dụ đây là một cái phần tĩnh mạch Galen, ví dụ như vậy, dị dạng tĩnh mạch Galen. Thì như vậy các đồng độ cao này nó là liên quan tới mạch máu,
Và như vậy có khi là nó cao là do cục máu đông trong lòng mạch thiệt mà cũng đổ lên lòng mạch đó thì lượng thường gặp nhất là xuất huyết cơ quan nhện thì nguyên nhân thì rất là nguyên nhân do chấn thương vỡ phần vân vân thì cái một số trường hợp viêm màng não một số loại viêm màng não mô hạc màng tĩnh như lao nấm nó cũng có thể tăng đậm độ như giống như xuất hiện như vậy. Một số trường hợp độ dài bệnh bị phù não cái phù não lan tỏa nó cái khoang lại làm tăng đậm độ cái mô khoang nhện lên bởi chúng ta cũng dễ nhầm tưởng như vậy. Thực sự đó là những vấn đề nhìn qua thì được nhưng thực sự không dễ và đến những người lâu năm cũng có thể bị nhầm cái nó phù nặng cái tăng độ đặc tần suất của bệnh như thường cho nên nhìn dễ mà không phải dễ. Như vậy chúng ta còn phải phân tích phù hợp thì những trường hợp mà một số trường hợp đồng độ một vùng đồng độ thấp bao những cái tổn thương đặc thì như vậy thì chúng ta thấy có một cái khối rồi xung quanh là một cái mô phù thì cũng có thể u nguyên phát phần chi căn hoặc chúng ta gặp một cái đồng độ nó hỗn hợp trộn lẫn giữa mô thấp mô xuất huyết hỗn hợp như vậy thì chúng ta mới cũng gặp những tình huống như thế thì chúng ta có thể mô tả gặp là tổn thương có đồng độ hỗn hợp như vậy và chúng ta phải nghĩ tới một cái gì thì ví dụ như thế này. Này hình ảnh mờ thì ví dụ như chúng ta thấy có một cái tổn thương choáng chỗ nó xen lẫn giữa cái mô xuất huyết và mô phù mô đặc của u vân vân. Ở đây là một khối u. À đây chúng ta thấy có một cái tổn thương có mô đồng độ thấp và có mờ hoặc có vôi vân vân. Ở đây chúng ta thấy cái vùng có dịch và có mờ nằm trong não thất vì nó nổi lên trên này. Và như vậy cái này là một cái đang bị nó vỡ và mỡ nó chảy chất dịch các cái chất dầu mỡ nó chảy vào trong khoang dưới nhện và trong não thất cái này là gọi là nang bì. Ở đây chúng ta thấy xuất huyết có thể là chúng ta gặp một cục máu đông xuất huyết do chảy máu trong u hoặc xuất huyết do dập não hoặc xuất huyết do bị vỡ dị dạng vân vân hoặc là do cái chuyện nhồi máu mà nó chuyển dạng xuất huyết tức là nhồi máu rồi nó vỡ nó chảy máu bên trong cái vùng nhồi máu đó vân vân thì như vậy có rất là nhiều nguyên nhân như thế. Ở đây chúng ta gặp những cái trường hợp máu tụ ngoài màng cứng dưới màng cứng và đây có vừa vùng thấp vùng cao hỗn hợp như thế tức là nó có nhiều dạng máu và cái chảy máu này nó nhiều khi nó chảy đang chảy hoặc nhiều khi nó là từng giai đoạn khá nhiều giai đoạn nó chạy trên một vùng vùng máu tụ này để một cái tiếp cận mà thì chúng ta chung thì sau khi chúng ta tiếp cận về đồng độ vân vân thì chúng ta đánh giá đến các cái dạng phù các cái dạng bắc thuốc rồi sau đó chúng ta tiếp cận theo các cái cấu trúc giải phẫu thì thực sự nó rất là nhiều. Hôm nay với chúng ta vì cơ bản cho nên chúng ta sẽ đi từng bước một từ từ. Ví dụ đầu tiên chúng ta xem xét các cái hình thái rồi đồng độ thì chúng ta đã gặp qua là các cái tổn thương bản chất đồng độ thì chúng ta đã nói rồi. Rồi như vậy cần tiếp thì chúng ta tiếp cận cái tổn thương đó nó có cái hiệu ứng chọn chỗ hay không? Thì tất là cái hiệu ứng nó làm tăng cái thể tích cái vùng mà tổn thương đó hay không? Thì chúng ta sẽ đánh giá nó có nhiều có và ít hoặc là không có không có hiệu chọn chỗ cái này rất là quan trọng bởi vì các cấu trúc mà chọn chỗ thì nó gây ra một cái bệnh lý mà rất là nguy hiểm tăng áp lực nội sọ và nguy hiểm và chúng ta cần phải học cho được cái nhóm phù thì ta có thể xác định được cái nhóm phù nào các ba loại phù này nhưng mà CT thì đối lập không dễ dàng còn từ thì cái giải phù này chúng ta dễ dàng phân biệt hơn rất dễ phân biệt vậy CT thì khó khăn hơn so với cái còn từ cái gì thì lần lần sẽ tiếp cận từ từng bước một.
vậy thì để mà tiếp cận cơ bản của một cái nạn sọ não thì chúng ta cần có cái hiệu ứng rõ chỗ và chúng ta cần biết nó hiệu ứng là cái gì, tức là cái tổn thương hoặc một cái bệnh lý mà nó gây cho em xáo trộn cái cấu trúc và đấy là cái cấu trúc sọ để nó thì người ta gọi là hiệu ứng chỗ. Và cái cấu trúc này chúng ta phải nhìn vào cái tinh thể của cái nạn não, cái đường giữa thì nó liên quan mà nó bị phối đi thì mà rõ ràng thì thấy một chỗ mà nó tệ hơn nó nhỏ hơn thì như cái có những các bạn phát hiện được và sản được có hiệu chỗ cho không thì đó là kỹ năng rất cơ bản của nạp thần kinh. Các bạn đã tìm phát hiện được, đọc được cái này thì chắc bạn mới đọc cái bệnh lý nào nhóm bệnh lý và đọc được cái phim thần kinh chắc. Còn các bạn còn không này có hiệu ứng chọn chỗ không thì như vậy là chưa đã đọc được để đọc được phim. Em tổn thương và cái thì việc chọn thì chúng ta sẽ có hiệu ứng hay không chúng cơ đó thì chúng ta có định lượng một cách để tốc độ và lượng là chúng ta đo để cái điều qua lịch về bên mặt chúng ta tính tính cái xác giả kinh nó ép thức nó ít dạng não thức một kể bên nó tùy qua não thức hay không thì các bạn nhận định ra các đó thì các bạn ở này họ giống tuổi chúng ta khỏi bên là ông tổn thương nó còn lan tỏa đây là điều kiện phụ thì như vậy đây nó phụ nào là dùng thiếu chi phần nhưng có thể một cái nếu một cái phu na có phu nào cái phu là hoặc và phu cũng đúng phu nào là do cái gì chúng ta thấy cả ra bị xóa thấy phức ảnh bị xóa cũng như chúng ta thấy đó là đây là cả cái bệ này thì như vậy đây là một cái phu nào kiểu lan tỏa à. Còn cái phu nào khu trú thì chúng ta có thể xem xét các cái nhóm phù do mặt là phù do mặt tức là phù ở ngoài vào tức là phù chức cạnh nói như các dùng từ như thì khi chúng ta biết được phù ở chức trắng là phù ngoài vào hay là phù trong mặt chúng ta kiểm được cái nhóm phù đục tế bào tức là phù bản thân trong tức là nước nó đi vào trong tế bào và nó gây phần tế bào lên thì gọi là phù ngoài vào. Thì cái phù này hay gặp cái bệnh lý như là nhồi máu não vân vân. À, cái phù mô kẽ thì thường nó do tăng áp lực của cái khoang dịch não tụy trong não ở cái não thất nó thoát cái dịch não tụy ra xung quanh cái não thất động. Điều phù này để chứng minh lỗi gì đây lỗi gì đây
Dạ thầy ơi, không nghe thầy nói được đó thầy ơi. Dạ nghe rồi thầy. Alo, dạ thưa thầy, em không nghe được gì hết ạ. À.